Ông Trần Thanh Mẫn trở thành Chủ tịch Quốc hội khóa 15. Chiều ngày 20 tháng 5, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết bầu chức vụ Chủ tịch Quốc hội với ông Trần Thanh Mẫn được 475 trên 475 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành. Ông Trần Thanh Mẫn sinh ngày 12 tháng 8 năm 1962, quê quán xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Ông có trình độ tiến sĩ kinh tế, cử nhân lý luận chính trị. Ông Trần Thanh Mẫn là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, dự quyết 11, 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, 15. Trong quá trình công tác, ông Trần Thanh Mẫn từng giữ các chức vụ. Bí thư huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Bí thư tỉnh đoàn Cần Thơ, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Phó Chủ tịch Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngày 31 tháng 3 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, ông được bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa 14. Ngày 20 tháng 7 năm 2021, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, ông Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa 15. Ngày 2 tháng 5 năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa 15 theo quy định.